nhằm đẩy mạnh thực hiện đề án của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn năm 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đông đảo đoàn viên thanh niên Lâm Đồng thường xuyên có mặt tại các trụ sở công an phường, xã của các huyện, thành phố để triển khai tuyên truyền về lợi ích ứng dụng của việc cài đặt ứng dụng VNeID, hướng dẫn đăng ký, hỗ trợ người dân kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 1, 2. Qua đây, góp phần cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền số, công dân số, xã hội số trên địa bàn toàn tỉnh. Nhằm trang bị kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng VNeID cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn tăng cường phối hợp giữa các lực lượng công an trong việc đẩy nhanh tiến độ đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao hiệu quả hướng dẫn người dân trong cài đặt định danh điện tử, tuyên truyền những nội dung liên quan đến quy trình, các bước thực hiện cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và cách xử lý một số tình huống thường gặp trong thực tiễn. Các nhiệm vụ cụ thể của các bạn đoàn viên á, thì chúng ta sẽ tới đầu tiên là sẽ làm công tác tuyên truyền và để cho người dân họ hiểu hơn về các lợi ích để về cài đặt VNeID. Tiếp theo là chúng ta sẽ cài đặt phần mềm VNeID và định danh mức độ 1 cho người dân. Đối với những người mà xài điện thoại thông minh thì chúng ta sẽ hướng dẫn họ làm và chính họ cũng là sẽ là một tuyên truyền viên đến mọi người. Còn những người mà không sử dụng điện thoại thông minh thì chúng ta chính các bạn đoàn viên sẽ là người thực hiện chính và sẽ là hướng dẫn cho các mọi người để mọi người ai cũng sẽ có cái tài khoản định danh VNeID. Cô cũng thấy là công an cũng như là các nhân viên làm rồi thanh niên hỗ trợ rất là nhiệt tình. Trong thời gian qua, các hoạt động tuyên truyền về định danh điện tử, hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng ứng dụng VNeID, cách thức đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến là một trong những nội dung quan trọng nhằm cung cấp kiến thức và hỗ trợ người dân tiếp cận, thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đoàn thanh niên tại các đơn vị và địa phương với cái vai trò nòng cốt trong cái tổ công nghệ số cộng đồng ở đây là 142 tại 142 đơn vị xã phường thị trấn thì chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp với lực lượng đoàn viên thanh niên của công an các cấp để mà tổ chức được hơn 300 cái buổi tuyên truyền bằng hình thức lưu động cũng như là tuyên truyền trực tiếp hướng dẫn cho bà con nhân dân cũng như là các bạn học sinh sinh viên kích hoạt mã định danh điện tử và cài đặt sử dụng cái ứng dụng VNeID trong cộng đồng khu dân cư tại các địa bàn trường học. Bên cạnh đó thì các bạn cũng phối hợp với lực lượng công an để mà rà soát các cái danh sách số công dân thường trú nhưng mà vắng mặt tại địa phương để đi làm ăn xa tại các cái tỉnh khác. Ngoài ra thì bên cạnh cái câu chuyện kích hoạt mã định danh điện tử ở mức 1, mức 2 thì các huyện thành đoàn cũng chỉ đạo cho các tổ chức đoàn trực thuộc đơn vị mình xây dựng các cái đội hình thanh niên tình nguyện sẽ tham gia thường trực tại những cái bộ phận một cửa để hướng dẫn cho bà con về cái việc tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến hoặc là hướng dẫn cho bà con hỗ trợ bà con thực hiện các cái dịch vụ công trực tuyến khi mà có nhu cầu. Bám sát chủ đề tuổi trẻ Lâm Đồng tiên phong chuyển đổi số, nhiều đội hình thanh niên tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã triển khai ngày thứ bảy tình nguyện, tăng cường làm ngoài giờ hành chính vào thứ bảy chủ nhật, không kể ngày lẫn đêm, phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng công an tuyên truyền, triển khai hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng mã định danh điện tử, đạt hiệu quả cao, được người dân hưởng ứng tích cực tham gia. Bên cạnh đó, tỉnh đoàn đã phân bổ, tổ chức các đội hình lưu động tại địa phương luôn sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ người dân tận nhà, đặc biệt người cao tuổi, người yếu thế, chức sắc trong dân tộc, tôn giáo, người có hoàn cảnh khó khăn, để đăng ký mã định danh điện tử, đăng ký thực hiện dịch vụ công trên cổng dịch vụ công tỉnh và huyện, thành phố. Qua đây đã nâng cao được nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của tài khoản định danh điện tử, góp phần thực hiện tốt công tác chuyển đổi số trên địa bàn.